Hello, Vlog Mà Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại sân Quy Nhơn, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang tập luyện để mà chuẩn bị cho mùa giải mới. Có thể nói là ngày hôm nay sẽ là một ngày nhận được rất là nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Bình Định, bởi câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định chào đón một loạt các cầu thủ ngoại đến để mà thử việc. Bên cạnh Leonardo Arthur đã được tái ký hợp đồng thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định họ sẽ cần thêm hai ngoại binh chất lượng nữa để mà có thể là giúp cho đội bóng vượt qua cái mùa giải hứa hẹn là sẽ rất nhiều khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về phần tập luyện của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định vào chiều ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ OLED độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Mời cả nhà cùng nhìn ngắm sân Quy Nhơn sau khoảng một tháng cải tạo để chuẩn bị cho mùa giải tới. Rất đẹp luôn. Hôm bữa khi mà mình đến sân Quy Nhơn để tác nghiệp thì lúc đó huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn chưa kết thúc khóa học lớp huấn luyện viên bằng Pro. Cũng không thể kịp để tác nghiệp buổi tập. Mãi đến hôm nay thì mình mới có thể là quay trở lại sân Quy Nhơn để mà tác nghiệp buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Trước màn hình của chúng ta chính là Mạc Hồng Quân, người đã quay trở lại và tái ký hợp đồng với đội bóng. Sáng ngày hôm nay thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cũng đã thông báo về việc chia tay hậu vệ Lê Ngọc Bảo. Trước đó vài ngày là Đỗ Văn Thuận. Đây là các thủ môn của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định và chúng ta có thể thấy gương mặt rất quen thuộc, Huỳnh Tuấn Linh. Và đây là Nguyễn Anh Tuấn, hay còn có biệt danh là Tuấn Cookie. Và đây không ai khác là Đặng Văn Lâm. Bên cạnh Văn Lâm chính là đội trưởng Cao Văn Triền. Cặp tiền vệ trung tâm chất lượng của Quy Nhơn Bình Định mùa giải trước đó là Cao Văn Triền và Đỗ Văn Thuận. Rất tiếc là bây giờ thì Triền sẽ thi đấu cùng với các đồng đội mới. Những gương mặt còn khá trẻ của một số các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định. Đây là Leonardo Arthur, một trong các ngoại binh đã thi đấu rất hay ở mùa giải năm ngoái cùng với Melon và Alan. Bộ ba ngoại binh đã góp công rất lớn giúp cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định trở thành một thế lực ở mùa giải năm ngoái cạnh tranh chức vô địch cho đến vòng đấu áp chót. Ngay sau khi mùa giải kết thúc thì ban lãnh đạo của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đã lập tức tái ký hợp đồng với Leonardo Arthur. Trước khi mà cầu thủ này trở về để nghỉ ngơi ở quê nhà, việc huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cố gắng để tái ký hợp đồng sớm với Leonardo cũng là điều dễ hiểu, bởi ngay sau đó thì Alan cũng đã nói lời chia tay đội bóng để đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Melon thì cũng đã chia tay đội bóng Đất Võ. Trong những ngày tới thì chắc chắn là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ cần phải tìm kiếm các cầu thủ ngoại binh thông qua những nhà môi giới có uy tín. Rất có thể là đang chờ đợi nguồn cầu thủ cung cấp từ Thiên Long Sport. Đơn vị đã liên tục mang đến rất nhiều những cầu thủ ngoại chất lượng ở V-League trong thời gian vừa qua như Henrio, Rafael Sun, Alan,
Leonardo, Arthur, Melon, vân vân. Dương Văn Khoa, tân binh của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, đến từ Hải Phòng FC. Một người em khá là thân thiết với Lương Xuân Trường khi mà Xuân Trường thi đấu ở Hải Phòng. Dương Văn Khoa cũng đã có thời gian thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Chiều ngày hôm nay thì trên một loạt các trang Facebook của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa cũng đã đăng tải dòng trạng thái về việc ban lãnh đạo của đội bóng vẫn đang nợ lương thưởng, đặc biệt là những khoản tiền thưởng mà câu lạc bộ đã giành được từ các giải đấu. Và cũng chính vì vậy mà thêm một lần nữa thì người hâm mộ bóng đá cảm thấy rất lo lắng cho một loạt các đội bóng ở sân chơi V-League khi mà những lời đồn râm ran về chuyện tài chính thường xuyên xuất hiện. Nhất là cứ sau khi một mùa giải kết thúc và chuẩn bị hướng tới một mùa giải mới thì lại xảy ra những câu chuyện không hay như vậy. Người ta phải đặt ra câu hỏi là bóng đá Việt Nam đã thực sự là chuyên nghiệp hay chưa? So với những đội bóng khác thì có thể nói là Quy Nhơn Bình Định đang sở hữu các thủ môn cực kỳ là chất lượng. Bên cạnh cái tên Đặng Văn Lâm, Huỳnh Tuấn Linh thì ngay cả Tuấn Kuki cũng là một thủ môn có nhận xét khá tốt từ giới chuyên môn. Nhưng tất nhiên thì các bạn cũng hiểu là trong môn bóng đá thì chỉ có một thủ môn được trao cơ hội để bắt chính mỗi trận đấu mà thôi. Còn về tình hình lực lượng, theo thông tin từ phía câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định thì các cầu thủ ngoại sẽ đến đội bóng trong tuần tới. Một số cầu thủ mà ban lãnh đạo của Quy Nhơn Bình Định chấm thì họ vẫn còn chưa thi đấu xong.
giải trong nước, cho nên là sau khi kết thúc thì sau ngày 10 thì họ mới có mặt để hội quân cùng với đội bóng Đức Võ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến thời điểm đó để biết được đó là những nhân tố nào sẽ gia nhập câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Trường hợp của Đặng Văn Lâm có thể nói là một ca rất là khó xử ở câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Thì chúng ta đều biết là hiện tại đang có một loạt các thủ môn chất lượng, và bản thân Đặng Văn Lâm thì cũng còn một năm hợp đồng với đội bóng Đức Võ. Ở thời điểm này với giá trị hợp đồng rất cao của Đặng Văn Lâm thì khó có đội bóng nào họ đáp ứng được. Và cũng đã có một số nguồn tin cho rằng là Văn Lâm đã chủ động giảm phí chuyển nhượng cũng như là tiền lương với hy vọng là tìm kiếm được đội bóng mới. Nhưng ở thời điểm này thì xem ra cũng là rất khó, với gói tài chính của nhiều câu lạc bộ năm nay thì eo hẹp, và chủ yếu là để mua ngoại binh và mua các cầu thủ với mức giá hợp lý. Thật sự là rất khó để Văn Lâm có thể rời khỏi đội bóng Đức Võ được. Chàng này là con trai của Leo Arthur. Leo đưa gia đình ra sang Bình Định. Đó, nhìn cậu bé là dễ thương chưa ạ? Chạy. Ủa? Hưng? Mấy bạn? Cô cha đưa vô cái phòng đó là đúng rồi. Mấy ổng là bạn châu Âu. Em không mặc châu Âu kia phải không? Dạ. Mặc châu Âu à? Mới vào. Sáng giờ nghe chiều giờ nghe vụ Thanh Hóa chưa? Khổ thiệt. Rình vàng lâu rồi bây giờ chị hết đọc đi. Bây giờ hôm bữa là em ký bình phước là một bình thường. Cách đây ít phút thì cầu thủ Lục Xuân Hưng của Thanh Hóa, mùa trước thi đấu trong màu áo của Trường Tư Bình Phước, cũng đã đến chào hỏi huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy để mà chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Thank you.
Vâng, theo như chia sẻ của phía câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định thì hiện tại là đội bóng đất võ có hai phương án để thi đấu tập huấn. Nếu như là nhận lời tham dự Thiên Long Cup, giải bóng đá giao hữu tổ chức tại Đà Nẵng và dự kiến là sẽ có sự góp mặt của 5 đến 6 đội bóng, thì là câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sẽ di chuyển ra Đà Nẵng và bắt đầu thi đấu giao hữu từ ngày 20 tháng 8 tới. Còn nếu trong trường hợp là nhận lời tham dự LB Bank Cup, giải bóng đá giao hữu Tứ Hùng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thì là đội bóng đất võ sẽ tiếp tục tập luyện tại sân Quy Nhơn trước khi mà di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu tham dự giải đấu giao hữu này từ ngày 24 tháng 8 tới. Như vậy là có hai cái kế hoạch mà hiện tại thì phía huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn chưa chốt được, bởi vì đợi cái lịch chính xác nhất đến từ ban tổ chức của hai giải đấu giao hữu thì mới có thể là chốt lại được. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn bây giờ thì Vlog Ngoài Được Biết rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho chương trình tác nghiệp trên sân Quy Nhơn vào chiều ngày 5 tháng 8. Và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.